Đường đến For Surprise. Hôm nay Mạnh Phiêu và bạn Vũ cùng làm vlog, mời các bạn xem và trải nghiệm. Anh em chúng ta đang đến với chương trình For Surprise tại trường đua Phú Thọ để test thử đường trường đua trước khi bắt đầu chương trình chính thức vào Chủ nhật tuần này vào lúc 12 giờ đến 17 giờ. Rồi mời các bạn đăng ký kênh và theo dõi nhé. Thực ra thì cái chương trình này thì nó sẽ tổ chức 4 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là ngày 14, 15 và 21, 22. Tuy nhiên thì cái chương trình này thì For Việt Nam nó hợp tác với lại các đại lý, thì mình với lại anh Phiêu là một trong những đại lý đó, thì mình sẽ trực vào từ khoảng 12 giờ cho đến 17 giờ. Cái phần thông tin này là mình nhắc lại thôi, các anh em mà có tham gia thì ủng hộ cho mình với lại anh Phiêu. Đến đó thì thứ nhất là sẽ gặp mình với anh Phiêu để hỗ trợ nhanh, để cho mọi người có thể ngay lập tức được lái cái mẫu xe mà mình yêu thích. Nói đến thì chắc chắn nó phải là Raptor rồi. Rồi các cái mẫu khác như SUV, như Everest thì nó cũng sẽ có cái phần hỗ trợ cho mình. Tuy nhiên off-road thì Raptor nó là phần lại là số 1 trong cái thị trường mà bán tải phân khúc. For Everest 2021 Sport nâng cấp bất ngờ ra mắt. Ngay sau khi ra mắt, Ranger Ford cũng đã giới thiệu với thị trường Thái Lan và sắp tới là thị trường Việt Nam Everest bản nâng cấp mới với hai mẫu xe nổi bật được nâng cấp. Ford quyết tâm giữ chỗ đứng vững chắc trên thị trường SUV 7 chỗ pickup khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giống như Ranger, những thay đổi trên Everest chủ yếu là thiết kế ngoại thất. Phiên bản năm 2021 nhận được một số thay đổi từ biến thể Sport. Phiên bản đã nhận được sự chào đón lớn từ người tiêu dùng khi ra mắt tại thị trường Thái Lan. Những thay đổi trên Everest nâng cấp bao gồm lưới tản nhiệt mới, chữ Everest trên mui xe mạ chrome, tay nắm cửa và gương chiếu hậu mạ chrome, mâm xe hợp kim mới. Ngoài ra, xe còn có hai tùy chọn màu sơn mới, đó là màu Snow Flake White Pearl dành cho các phiên bản Trend Titanium và Titanium Plus, màu Deep Crystal Blue dành riêng cho bản Titanium Sport. Cũng như dự đoán, không có thay đổi nào dưới mui xe vì Everest vừa nhận được nâng cấp hệ chuyển động lớn vào năm ngoái. Tóm lại, mẫu SUV 7 chỗ vẫn sử dụng động cơ turbo diesel EcoBlue 2.0 lít và hộp số tự động 10 cấp. EcoBlue tiêu chuẩn là động cơ tăng áp đơn có công suất 180 mã lực và mô men xoắn 420 Nm, trong khi biến thể 4x4 4 wheel drive sử dụng phiên bản nâng tăng áp kép với công suất 213 mã lực và mô men xoắn 500 Nm. Loại thứ hai thay thế cho động cơ 3.2 lít 5 xi lanh cũ hiện vẫn còn tại một số thị trường. Trong khi đó, EcoBlue tăng áp đơn là động cơ tiêu chuẩn tại thị trường Thái Lan. Ngoài ra, những thay đổi đã đề cập có thể là Ford đã thực hiện một số nâng cấp khác cho Everest như một vài điều chỉnh đối với hệ thống treo giúp trải nghiệm lái tốt hơn, đặc biệt trên phiên bản Sport, kiểu dáng rất là thể thao, cơ bắp mạnh mẽ, mang lại cho giới trẻ những cảm giác thú vị trên những cung đường của bạn trên mọi hành trình. Cái dòng xe Explorer phiên bản từ Mỹ, nhập từ Mỹ để trải nghiệm những cái công nghệ tuyệt vời mà Ford Explorer đã trang bị trên thị trường Việt Nam. Mình kể những cái tính năng đơn giản như là mình đang ngồi gì lái nè, cảm giác rất là sung sướng, massage cho mình luôn, làm mát lưng ghế, sấy sưởi vô lăng cho mình những trải nghiệm. Và dẫn động của nó là dẫn động four wheel drive thì nó sẽ an toàn hơn cho các bạn những cảm giác đi trên những cung đường đèo dốc gồ ghề. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đối với thị trường Sài Gòn thì xe Explorer nó rất là còn hiếm, nó chỉ còn những chiếc cuối cùng thôi. Thành ra là cái sự hiếm này, anh em mà đang tìm màu theo ý mình thì nó cũng rất là khó.
Đặc biệt màu xám là hết xe rồi nha các bạn, mình thông báo màu xám hết xe rồi. Đó, bây giờ thị trường rất hot. Hot nhất là Raptor. Explorer thì dành cho các anh chị em mà tìm cái xe SUV 7 chỗ mà full size á, thì nó có hai cái đối thủ nữa, đó là Palisade của Hyundai, nhưng mà ở Việt Nam mình thành công không có nhập về. Cái kế tiếp là cái Land Cruiser Prado á, thì nó là một dạng xe nội động gói đá, nó sẽ không có nhiều công nghệ như Explorer. Nhưng mà cái khó là cái mẫu 2021 dự kiến nó quý 3 nó mới về lận. Thì cái này là rất là khó khăn. Nó khả năng quý 2, quý 3 như Vũ nói đó. Tại vì tình hình dịch ở bên Mỹ nó căng thẳng lắm, nên nhà máy nó sản xuất không kịp. Chứ đúng ra là trong năm 2020 là chúng ta đã có hàng rồi. Đó, nên Ford Việt Nam cũng thông báo là chiếc S-Kép đó. Đó, năm ngoái triển lãm chiếc S-Kép tại Phú Mỹ Hưng đó, chương trình Moto Show đó, các bạn còn nhớ không? Đó, thì đáng lẽ là năm nay cũng có nhưng mà cũng hủy lại. Đó, cái đó là một sự thiếu sót do nhà máy đóng cửa vì dịch nha. Cái này mong các bạn thông cảm và ủng hộ Ford ra những phiên bản mới sắp tới. À, nhưng mà anh còn cái xe Territory thì sao anh? À, Territory hôm nay các bạn cũng quan tâm khá là nhiều. Ford Territory được Ford liên doanh với GMC của Trung Quốc, một hãng sản xuất ô tô khá nổi tiếng tại Trung Quốc, là đã sản xuất tại Trung Quốc và bán tại thị trường Trung Quốc từ năm 2018, và gần đây nhất là tại thị trường Philippines cách đây hơn một tháng rồi. Tại Philippines đã khách hàng đã nhận được xe, và giá tại Philippines là có hai phiên bản: phiên bản trend, phiên bản tiêu chuẩn giá 560 triệu, và phiên bản cao cấp hơn là phiên bản full option đó, bản titanium, là giá công bố bên Philippines là 620 triệu. Rồi tại thị trường Việt Nam thì khách hàng cũng khá quan tâm đến Territory vì được các báo chí công bố là sẽ được Ford Việt Nam nhập về phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì Ford Việt Nam cũng chưa công bố đâu, tại vì do các chính sách này kia, giấy tờ thông quan là lắp ráp tại Việt Nam, mình cái đó mình cũng không thực sự là mình chia sẻ với các bạn, là thông tin cũng chưa chính xác thích đó, nên thông báo với anh em, những anh em nào quan tâm thì nên chờ công bố giá chính thức đó. Còn cái giá dự kiến thì mình nghĩ nếu mà về Việt Nam trong tầm khoảng 800 triệu, 800 thì nó sẽ rất là hot, 800 đến 900 thôi lăn bánh luôn á, thì sẽ rất được khách hàng quan tâm. Tại vì những công nghệ full option trên xe như cam 360 nè, hỗ trợ cảnh báo đi sai lane đường nè, hỗ trợ phanh điện tử nè, phanh khẩn cấp á, rồi có cửa sổ trời panorama full toàn cảnh luôn, Territory 2021 á. Nhưng mà anh Phil, nếu trường hợp mà bây giờ khách người ta đang muốn, thứ nhất là hỏi màu thì có không, nhưng mà còn trường hợp lại là họ muốn cọc trước để giữ cái slot giữ xe đó thì có được? Thì khách hàng muốn đặt cọc thì bên mình vẫn nhận cọc thôi, nhưng mà mình chưa chính thức công bố giá đó. Công bố giá như thế nào thì nhận cọc để đặt chỗ thì cũng ok đó, mình chia sẻ với các bạn luôn. Còn các bạn nói giá bao nhiêu thì mình chưa trả lời được ha. Giá tại Việt Nam mình phải do Ford Việt Nam thông báo với các bạn, là quý khách. Anh có chia sẻ gì về cái thị trường xe bán tải cuối năm không anh? À, thị trường xe bán tải cuối năm cũng đang rất là sôi động, vì cái nhu cầu mà mua xe chơi Tết cho các anh em á cũng khá là nhộn nhịp á. Với sắp tới cái này là chương trình Ford Surprise, mình đang đi qua trên chương trình Ford Surprise của Ford Việt Nam tổ chức đó. Thì đây là chương trình lớn nhất trong năm mà Ford Việt Nam sẽ cho các bạn và quý khách hàng trải nghiệm các cung đường với những mô hình. Đầu tiên là đường tăng tốc nè, đường quẹo đột ngột nè, rồi tới đường dít dắt nè, và tới đường bập bên, và tiếp theo là những cung đường mà vượt qua cái dốc cao thẳng đứng luôn đó, và có những độ nghiêng 40 độ để cho các anh em thích đam mê địa hình chinh phục khám phá lái thử. Các bạn có nhu cầu thì mời các bạn liên hệ Mạnh Vũ và Mạnh Phiêu. Số điện thoại anh để dưới ha. Để mình cùng tham gia chương trình Ford Surprise của Ford Việt Nam nha các bạn nha.
Ủa nhưng mà anh Phiêu ơi, anh cho em hỏi cái cuối năm như vậy á, thì cái xe bán tải nào giờ đang hot nhất nhỉ? Nói tại thị trường Việt Nam mình đúng không Vũ? Đúng rồi. À, Thành phố Hồ Chí Minh đi. Chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ ngay nói đến bán tải vua địa hình, quay track. Và trên đó nữa thì có phiên bản Ranger Raptor. Và sắp tới Ranger Raptor với quay track này cũng là về phiên bản 2021 nha. Tại với mới vừa cách đây 2-3 ngày thôi là bạn bên Thái Lan đã tung ra những video clip mời khách hàng đến trải nghiệm lái thử và ra mắt phiên bản quay track Everest Ranger Raptor 2021 với những nâng cấp rất là đặc biệt. Mời anh em theo dõi, sắp tới Ford Việt Nam sẽ đưa về. Anh có chia sẻ gì về cái thiết kế mặt la răng mới, mặt ca lăng mới của dòng xe mới Ranger hay là Everest không? À, phong cách thiết kế mới này là Ford cũng lấy ý tưởng từ bên Úc á. Từ bên Úc, các kỹ sư thiết kế của Ford cũng trong năm 2020 vừa rồi, Ford cũng làm những cái cuộc thảo luận từ bên Úc phiên bản Everest Sport 2020 và sắp tới là 2021 thì đã được khách hàng quan tâm rất là nhiều, nên chính vì đó Ford sẽ ra phiên bản Everest 2021. Còn nói về Ranger thì mặt la răng trước như Vũ nói đó là có thay đổi sơn đen hầm hố hơn, mạnh mẽ hơn với hình thang ngược đó, rồi hốc hút gió nó khác đi chút xíu, nó tạo luồng gió mới để mát động cơ hơn, và cái mâm xe cũng được thiết kế mới hơn, sơn màu đen luôn, cũng là mâm 18 inch thôi nhưng mà nó sẽ cho cảm giác mạnh mẽ, cơ bắp hơn. Rồi bạn Vũ có chia sẻ gì thêm về dòng Raptor mới, Ranger Raptor mới? À, thực ra thì em thấy là tin đồn thì có nhưng mà em vẫn chưa thấy được các cái hình ảnh mới của Raptor. Thì em thấy gần cuối năm thì cái thị trường nó rất là nóng. Ford Ranger 2021 vừa được ra mắt tại Thái Lan có những thay đổi gì? Ford Ranger 2021 vừa được ra mắt tại Thái Lan có lưới tản nhiệt được làm mới và có 5 phiên bản gồm XL, XL Street, XL Plus, XLT và Y-Track. Theo Bolton Thái Lan, thay đổi lớn nhất của phiên bản năm 2021 của Ford Ranger vừa ra mắt tại Thái Lan đó là lưới tản nhiệt được thiết kế mới với tạo hình thang lớn ở giữa, hai ô lớn nhỏ hai bên. Đây là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản của Ford Ranger 2021 gồm XL, XL Street, XL Plus, XLT và Y-Track. Các phiên bản XL Plus Sport, XL Street, XLT và Y-Track có mâm xe và bọc gương chiếu hậu màu đen, còn ở các phiên bản XL Plus Sport, XLT và Y-Track thì có thêm tay nắm cửa cũng màu đen. Ngoài ra trên phiên bản Y-Track còn được trang bị nắp thùng hàng phía sau mang tên cửa chớp cuốn điều khiển điện, lần đầu tiên xuất hiện trên Ford Ranger. Trong danh sách các phiên bản của Ranger 2021 có một thành viên mới là XL Street, được phát triển dựa trên hai bản cửa XL, có thêm các chi tiết thể thao như dãy dập do nhóm thiết kế của Ford ở Australia tạo ra với cảm hứng từ đội đua Ford Thái Lan Racing. Một số điểm nhấn màu đỏ được thiết kế trên lưới tản nhiệt tạo nên sự hài hòa về màu sắc. Không có gì thay đổi so với động cơ diesel 2.2 lít hoặc động cơ tăng áp sinh học biturbo 2.0 lít cao cấp hơn với công suất 213 mã lực và mô men xoắn 500 Nm kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.